Sáng ngày 19 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú vẫn đang tiếp tục làm rõ xác minh nhân thân, lai lịch của nhóm 40 người bơi qua sông Bình Di tại khu vực cửa khẩu nhằm trốn về Việt Nam. Ban đầu, nhóm này khai họ có tất cả 42 người cùng chạy thoát từ một sòng bạc ở xã Samphiopol, huyện Cao Thơm, tỉnh Kandan, Campuchia. Trước khi tới bờ sông, một người bị bảo vệ sòng bạc bắt trở lại, còn một người khác chưa rõ tình trạng ra sao. Những người này có quê gốc ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Những người này khai nhận, phần lớn họ đều xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía Nam. Sau khi sang Campuchia, họ làm việc tại các sòng bạc. Hàng ngày, những người này làm game online và lên các trang mạng xã hội theo sự chỉ đạo của quản lý là người Trung Quốc. Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, nên cả nhóm thống nhất và bàn bạc để tìm cách vượt biên giới về Việt Nam. Sáng ngày 18 tháng 8, nhóm tập trung tại một địa điểm đã thống nhất từ trước. Chờ sơ hở của bảo vệ, họ đồng loạt chạy ra cổng sòng bạc, rồi tìm cách bơi qua sông Bình Di để trốn về Việt Nam vào lúc trời tối. Qua test nhanh COVID-19, 40 người đều âm tính. Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp với công an huyện An Phú và chính quyền địa phương tạm thời chuyển 40 người về trung tâm giáo dục cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú, giúp họ ổn định tinh thần, sức khỏe, đồng thời tiếp tục làm rõ.